mấy bán công xanh nghệ sĩ là ai cũng có cái kênh cho nó, nhưng mà nhiều khi mà bận việc quá nhiều khi không có làm, hoặc là nhiều khi làm thời gian cái gì cũng bị phục vụ cái cũng thì em cứ đánh em cứ đánh em làm mặt nữ đẹp cho anh, nhưng làm cái gì nó phải kiên trì, không mà không quá thương mình nữa là mình đi từ Việt Nam mình lúc mình kéo cảnh lên giới thiệu ảnh lên thăm mấy bài chục ngàn chị xong rồi cái anh không làm nữa, thì anh bỏ cả năm nay nó quen nữa. Anh kéo cho em đi kênh em có ngàn mấy hả? Từ khi bà anh quay vô anh quen với cái chị Phục Trang á, anh không có khi quay nữa rồi. Vậy hả? Kênh em không biết kênh YouTube hay kênh Như Lộc nữa. Chắc kênh em là kênh Như Lộc á. Chắc là kênh Như Lộc. Nè, bây giờ phải nhờ Khương Dừa kéo kênh anh nè. Dạ cả nhà ơi, hôm nay thì em quay với lại Khương Dừa. Dạ, hôm nay quay ship cơm chung với Khương Dừa. Kênh em của em là mới có hai mấy ngàn thôi. Làm hoài mà không lên được cái nút bạc. Nói chuyện gì với điện thoại vậy anh Dũng? Hả? Anh nói chuyện gì với cái điện thoại vậy? Anh quay em mà nói chuyện trong cái điện thoại á. Nên bây giờ là có hình ảnh Khương Dừa. Để kéo kênh cái coi. Em mặc đồ luôn rồi đó. Nay quay sức cơm cho Hồ Bích Trâm mọi người ơi. Mặc đồ từ nhà lên luôn. Thành phần diễn viên nó toàn là cái, gọi là người ta cái dàn cát dễ sợ lắm. Này mới mặc Khương Dừa, Phi Tân Dân, Lê Nam, Tân Trệ, Hà Chí Quang, Minh Dũng. Anh Khương Dừa. Dạ đây mọi người ơi. Hôm nay tôi vẫn không thoát khỏi được cái dây giả gái cả nhà. Lâu cái em đóng chính nghĩa, cái em đóng vai đàn ông tí xíu. Cái giờ cái cũng quay ngược lại dây giả gái rồi cả nhà. Đang make up. Để lát mọi người coi nó hoàn chỉnh thì ơi ai vậy? Chú Nam không cái dài chốn còn mất cấp đâu. Trời ơi con bé này nó làm quá nó không đi nữa. Dễ sợ luôn. Châu ơi từ từ Châu. Mà có Châu rồi thì con không biết được nhiêu mà mua 500 ngàn đồng rồi. Đó hôm nay làm phim cho nó đó mà nó hối quá. Chị Vân ơi cả đoàn đợi chị ạ. À. Vân ơi. Cả đoàn đợi chị kìa. Trời ơi. Diễm Trân. Nó kêu tôi chị luôn rồi. Cái này cho nó mát con. Thì em quay đi. Thì từ từ xuống liền. Nè. Xuống đi kìa. Trời xuống rồi lên mình làm tiếp vậy. Xuống mình làm tiếp. Ừ, đúng rồi. Cho con miếng son cho nó màu sắc một xíu cái gì không? Tớ mở xuất sắc nha. Tớ mở xuất sắc phải không? Ừ. Cả đoàn ra tập trung lại để mà coi như là quân tổ nha. Hôm nay là ngày đầu tiên quay. Đó. Ủa? Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp em. Chỉ có em mới nhớ chế thôi. Cũng có hộp nào đây rồi. Cái hộp tự đụng nha mọi người. À quên. Thôi chế lấy cái hộp của chế lên cái gắn lên đi. Tỏ này đi đâu mà nó lấy hai hộp nữa. Thì đồ để lâu ngày không có đi quay á. Thôi vậy đi. Có vậy thôi mà mày cũng cần nhăn tao nữa. Nó liền. Gì đâu nhăn trời. Cuộc sống của mày cứ lúc nào mày cũng nhăn nhó hết á. Dạ, Lê Nam nè mọi người. Ủa, gần của anh hả? Gần của anh đó. Ồ, ai luôn xin chào gần bà Năm gì? Không có bà Năm, Trịnh Minh Dũng Vlog. Trịnh Minh Dũng Vlog nha mọi người ơi. Ai đã subscribe kênh của Trịnh Minh Dũng Vlog thì làm ơn qua kênh Lê Nam Official được mang một cái nhẹ nhàng thôi. Kênh mày rất nhẹ nhàng đúng không? Ừ. Thôi mọi người cứ qua ủng hộ nó đi, còn kênh tôi nặng nề lắm. Đúng rồi. Ủa đâu có, mình nặng này về lượt sụp thôi chứ mình nội dung thì mình ok đúng không? Okay, nội dung tuyệt vời. Okay. À, lên kênh. Đó, ta quay cái nó tràn vô cái màn hình thì tới cái đi qua đi lại. Qua để mọi người subscribe kênh Lê Nam Official. Thôi đất ơi mày vừa phải thôi. Dạ bây giờ là mọi người đang chuẩn bị để mà nhớ kênh Lê Nam Official nha mọi người ơi. Mày vô duyên vừa nha mày. Để tao nói chuyện.
để ta nói chuyện với Hương Dừa đây. Hương Dừa nè, trong kênh của em ngày hôm nay sẽ có Hương Dừa cho Hồ Bích Trâm nha. Rồi chị Mia vô đây nè, chị Mia. Lắm đây khai trương là cái là phi nữa luôn. Nhá, biết chưa? Chưa. Hát quy nào. Cái đó để chuyện này lòng thì cho như. Em hỏi đó, tăng số phải mặc đồ vậy nè, bộ đồ dế vậy nè, để anh chi? Để là coi như là khách hàng ta thấy tôi là lạ đó, độc lạ. Ta tới người ta mua vé số à. Vé số đây bà con cô bác ơi. Sổ số kiên thiết đem lại danh đến nước nhà. Sổ số kiên thiết đem lại ích cho cuộc sống. Sổ số kiên thiết đem niềm vui đến nước nhà. Màu màu đêm chiều cùng nhau sổ số vui. May mắn thật nhiều cùng vui càng thêm vui. Đây vé số bà con ơi, ích số đây bà con ơi. Đó, gia tôi là bán vé số nha cả nhà nha. Ok quay nha cả nhà. Quá ngon. Quay chưa quá được bao nhiêu hết trơn á mà ăn quá trời ăn nè. Vô, còn ăn nữa không? Đây anh rồi, đây rồi. Có gì vậy? Ta được quay rồi đó. Mình là ăn vô đây là đủ rồi. Không vừa làm cái hết hồn luôn á. Ở trên lầu của chị. Không có dám quay. Bây giờ lên không còn cái với chị ơi. Đi đàn của Hồ Bích Trâm nè, cho ăn cơm thấy sang quá trời quá đất. Hôm nay em cũng tập tành làm video. Đây. Chắc mốt về mình bới cơm đi, mình bới cơm đi. Đạo diễn chịu gì? Với lại các đạo diễn vlog xong chưa à? Để bới cơm ăn. Ăn đi trời. Cả nhà em tự nhiên nha. Em xin lỗi là em không ăn cơm cho nên em chỉ ăn đồ ăn thôi nha. Ngon quá. Em muốn ăn cái gì cũng được mà. Trời ơi, ăn cơm mà được nghe nhạc Phật nữa. Trời ơi, anh Nam được đạo diễn múc cơm nữa. Đã chục bộ đồ rồi đó. Ở đâu? Cả nhà ơi, bây giờ nhiệt độ của nó là khoảng cỡ 50 độ C. Đứng ngoài đường chứ cái hình hài này ta tưởng em bị điên. Nhắc vậy hả? Vô đèn kìa. Đi bán ấy đi, nó chuẩn bị giờ địa điểm khác rồi. Trời ơi, hôm nay tôi đi quay tôi gặp idol TikTok nữa nè cả nhà. Trời ơi, phim tôi là coi như là idol TikTok quá trời luôn vậy đó. YouTube nữa, tè le luôn. Quá trời luôn hả chứ? Đẹp quá, bé Phi đẹp quá. Cảm ơn chế làm cho cái tông chặt chém để giờ bữa em bán tết mỡ bò chứ không phải mỡ hàng gì. Ôi kỳ vậy. Chạnh canh. Ủa, cái gì? Cạnh tranh má ơi. Cạnh, khoan má. Cạnh tranh. Cạnh tranh mà nó đọc là. Luôn á. Nó đọc là gì? Cạnh canh nữa. Ok chết rồi mọi người ơi, tôi sẽ có đối thủ rồi. Nó sẽ làm tấp mỡ bò, còn tôi là tấp mỡ heo. Đó. Tấp mỡ bò hả? Tấp mỡ bò. Phủ ngộ ta. Đó, tôi để nắng nha. Nắng gì, đang ngồi em mày... chứ, đem chứ. Đem. Ok rồi, nói 3, 2, 1. Bây giờ 9 giờ rưỡi, tôi chưa quay xong. Đi con, ngồi coi tiệm giùm em xíu đi.
cái dao nước nha. Ừ, trời ơi, cái mặt nó cương quá, cái mặt bánh tiền vậy.